Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy 24 giờ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhìn nét phúc tướng này trên mặt đàn ông, hãy lấy ngay làm chồng. Trong nhân tướng học có câu gọi là tướng tùy tâm sinh, tức là nói một tâm thế nào sẽ có tướng mạo như vậy. Người có mệnh giàu sang phú quý thường có những đặc điểm nhân tướng khác biệt so với người khác. Vậy nên nếu bạn sở hữu một trong những đặc điểm tướng mạo dưới đây, bạn sẽ có thể trở thành đại gia giàu có. Thứ nhất, tướng mũi đại đạt theo nhân tướng học. Mũi là dấu hiệu nhận biết tài vận và quan trọng của mỗi người. Khi đánh giá tài vận của ai đó, người ta thường nhìn tướng mũi đầu tiên. Tướng mũi được coi là đẹp khi đầu mũi có thịt, cánh mũi phải đầy đặn và sống mũi khá cao. Người có tướng mũi đẹp cả đời dồi dào tài khí, cuộc sống vô cùng sung túc, không phải lo cái ăn cái mặc. Đây chính là tướng mặt đại gia thường thấy, tiền bạc họ kiếm được nhiều như nước nên phong cách sống cũng vô cùng phóng khoáng. Ngược lại, nếu lỗ mũi bên to bên nhỏ hoặc cánh mũi hai bên to nhỏ bất nhất là dấu hiệu cho thấy bạn không có duyên trong những khoản kiếm thêm, chính tài khá nhưng cũng tài kém, ít gặp may về chuyện tiền bạc. Thứ hai, hai tai càng già càng có phúc. Trong nhân tướng học, hai tai có thể thay đổi theo tuổi tác. Có những người già, tai của họ dài hơn lúc còn lợn, bởi vì chiều dài của hai tai thường có quan hệ với sự tích lũy của tài phú, thể chất, sức khỏe và sự lương thiện của con người. Vì vậy, lứa tuổi một người càng lớn mà hai lỗ tai càng già, điều đó có thể thấy người này càng ngày càng có phúc khí. Nhất là những người có giá tai sinh trưởng đầy đặn, thường thường có sự tích lũy về tài phú sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho nên mọi người thường nói, người có tai dài và giá tai to hầu hết là những người có tấm lòng lương thiện và đại phú đại quý. Thứ ba, xem tướng mặt đàn ông tốt. Tốt ở đây có thể hiểu là tốt bụng, được lòng mọi người, có mối quan hệ xã hội tốt. Nếu làm bạn thì hãy hết mình chân thành thẳng thắn. Nếu làm chồng thì là người chồng tốt, thương vợ yêu con, quan tâm gia đình. Trán vuông cao rộng, mũi thẳng, mũi nhạt tướng vào nhau. Những người này thông minh tốt tính, nếu mũi nhọn là người khắc khe, chứng chống mũi lộ ra thường khắc lộ. Mắt sáng, lòng trắng lòng đen rõ ràng, là người chân thành chính trực. Đôi mắt thân đối, lòng đen nhiều hơn lòng trắng, toát lên thần thái, là người thông minh quân tử. Gò má không quá cao, cằm tròn đầy, chóp mũi tròn là tướng đẹp tốt có phúc của đàn ông. Ngoài ra nói năng nhã nhặn, giỏi kiềm chế là những người đàn ông có trách nhiệm, quan điểm tốt với mọi người, quan trọng cuộc sống gia đình. Thứ năm, tướng cằm tròn đầy. Tục ngữ có câu thiên tình mạo mạn, địa cát thiên nhiên, ý chỉ tình chán và cằm dày đầy đặn phúc hậu để mô tả những người có tướng mạo tốt. Tuy nhiên trong nhân tướng học, cằm là nơi thể hiện khả năng thu nạp nhiều thứ như tiền bạc hoặc phúc khí. Cằm càng tròn đầy dày dặn càng chứng tỏ chủ nhân có khả năng tích trữ tiền tốt, hiếm khi tiêu xài hoang phí. Theo đó, người này cuộc sống an nhàn, hưởng lộc phúc lộc, hậu vận vô cùng tốt đẹp. Thứ sáu, tướng tai dài và đều đặn. Theo quan điểm nhân địa học, tai tượng trưng cho phúc khí và tài vận của con người. Người có tướng tai tốt thì vận mệnh cũng tốt đẹp và thường hưởng nhiều phúc khí. Một cách đơn giản để nhận biết tướng tai dài dặn là khi sờ vào, tai hoặc giá tai phải dài, chắc nịch, tròn và có thịt mới. Chủ nhân kiểu tai này luôn gặp may mắn về tài vận, đặc biệt là may mắn ở những khoản thu nhập ngoài luồng, ngoài công việc chính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký ngay kênh Phong Thủy 24 giờ để theo dõi những video mới nhất, hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.